Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong lịch sử hàng trăm năm nghiên cứu về khủng long cũng như các sinh vật cổ đại, chúng ta đã khám phá ra hàng nghìn giống loài đã biến mất trong quá khứ, chỉ để lại dấu tích qua những hóa thạch. Trong số hàng nghìn loài đó thì có những loài có vai trò đặc biệt quan trọng bởi chúng là chìa khóa giúp chúng ta mở ra những hiểu biết mới về sự sống và quá trình tiến hóa cổ đại. Một số ví dụ có thể kể đến là Megalosaurus Bucklandi, loài khủng long đầu tiên được đặt tên, giúp chúng ta biết đến sự tồn tại của một nhóm bò sát khổng lồ từng thống trị trái đất 66 triệu năm trước, hay Sinosauropteryx primer, loài khủng long đầu tiên với hóa thạch có lông vũ được tìm thấy, giúp chúng ta biết rằng khủng long cũng từng có lông vũ giống như hậu duệ của chúng là các loài chim ngày nay. Và trong đó, một trong những trường hợp đặc biệt nhất có thể kể đến chính là Deinonychus antiropus. Với những người yêu thích khủng long, bạn hoàn toàn có thể thấy quen với cái tên này, nhưng với đại chúng thì Deinonychus có lẽ còn khá xa lạ và không nhiều người biết. Mặc dù vậy thì trong nghiên cứu về khủng long, Deinonychus được xem như cái tên đã mở ra cái gọi là thời kỳ phục hưng khủng long, khiến cái nhìn của giới khoa học về khủng long thay đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Chính vì thế, đáng ra cái tên Deinonychus cần phải được công chúng biết đến nhiều hơn, và lẽ ra quá khứ đã diễn ra đúng như vậy, nếu không có một lựa chọn đầy bất ngờ vì một lý do cũng bất ngờ không kém. Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về câu chuyện và lý do đằng sau sự chìm nghỉm của cái tên khủng long Deinonychus trong lòng đại chúng. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Năm 1931, tại vùng đất phía nam bang Montana, có những bóng người cặm cụi đào bới giữa vùng đất hoang, tìm kiếm những dấu tích của một thời xa xưa cách chúng ta đến hàng chục triệu năm. Một trong số đó là người đàn ông đã 58 tuổi tên là Barnum Brown. Cái tên này có lẽ cũng chẳng có gì ấn tượng lắm nếu bạn chưa biết rằng ông chính là người đã tìm ra hóa thạch của T-Rex, dẫn đến sự xuất hiện của loài khủng long nổi tiếng nhất mọi thời đại. Brown lúc này đã không còn trẻ nữa, nhưng nhiệt huyết của ông đối với khủng long và hóa thạch chưa bao giờ suy giảm. Lúc này ông đang lãnh đạo một nhóm các nhà cổ sinh vật học trẻ trung hơn tìm kiếm hóa thạch khủng long mới tại miền Tây nước Mỹ, gần thị trấn Billings, bang Montana. Ông cùng nhóm của mình đã tìm thấy hóa thạch của một con khủng long ăn thực vật lớn, về sau được đặt danh pháp là Tenontosaurus. Nhưng đó không phải là khám phá duy nhất của ông. Trong báo cáo của mình thì ông cho biết họ còn tìm ra hóa thạch của một con khủng long ăn thịt nhỏ, rất gần bộ xương của Tenontosaurus, nhưng bị bao bọc bởi đá vôi và đất khó xử lý. Ông tạm gọi nó là Daptosaurus agilis, nhưng đây không phải là danh pháp chính thức và cũng không có danh pháp nào của con khủng long này được đặt cho đến năm 1969 sau khi Brown qua đời khá lâu. Hơn 30 năm sau, vào năm 1964, một nhà cổ sinh vật học khác khi đó 36 tuổi là John Harold Ostrom lại dẫn đầu một đoàn thám hiểm cổ sinh khác của Đại học Yale đến Montana và khám phá thêm một số hóa thạch khác ở thị trấn Bridger. Dù số xương này khá lộn xộn và khó xác định được tổng cộng có bao nhiêu cá thể, nhưng Ostrom cùng các cộng sự của mình vẫn xác định được một cái chân trái hoàn chỉnh cùng với một cái chân phải, chắc chắn thuộc về một cá thể. Sau khi phân tích mẫu vật này cùng với mẫu vật Daptosaurus của Barnum Brown, Ostrom tin rằng chúng cùng một loài, và đến tháng 2 năm 1969, ông công bố phát hiện của mình và đặt danh pháp cho loài khủng long được xác định từ những mẫu vật nói trên là Deinonychus antiropus. Tên chỉ Deinonychus có nghĩa là móng vuốt khủng khiếp, ám chỉ chiếc móng vuốt rất lớn trên ngón số 2 của con vật, có hình như lưỡi liềm và cực kỳ nhọn. Tên loài antiropus có nghĩa là đối trọng, ý chỉ mục đích giúp cân bằng cơ thể của cái đuôi dài ở loài khủng long này. Chúng có niên đại khoảng 115 đến 108 triệu năm, tức thế phân trắng sớm. Ostrom tâm huyết với Deinonychus đến nỗi, chỉ trong vòng 5 năm thì ông đã cho ra mắt đến 2 chuyên khảo về loài khủng long này, cung cấp nhiều hiểu biết chi tiết và mới mẻ dẫn đến sự chuyển biến lớn trong nhận thức khoa học về khủng long. Deinonychus được xem là phát hiện quan trọng nhất của ngành cổ sinh vật học về khủng long trong giai đoạn giữa thế kỷ 20 vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là những mô tả của Ostrom cho thấy Deinonychus rất có thể là một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, chủ động, trong khi quan niệm trước đó về khủng long cho rằng chúng thường là những con bò sát to lớn nhưng ù lì, chậm chạp và máu lạnh. Mô tả của Ostrom đã khiến ngành cổ sinh vật học dần dần chuyển sang và chấp nhận tin vào khái niệm rằng khủng long thật ra là động vật máu nóng. Sự chuyển biến này về sau được gọi bằng cái tên sự phục hưng khủng long. Thứ hai, Ostrom còn nhận thấy những điểm tương đồng giữa chi trước của Deinonychus với chim thủy tổ Archaeopteryx cũng như chim ngày nay, dẫn tới sự hồi sinh của giả thuyết chim chính là hậu duệ của khủng long. Giả thuyết này vốn đã có từ thế kỷ 19, nhưng nó bị bác bỏ mạnh mẽ và gần như bị lãng quên suốt một thời gian dài. Phải đến sau nhận định của Ostrom cùng những bằng chứng mới như khủng long có lông vũ hay các loài khủng long có cả đặc điểm của chim lẫn khủng long, người ta mới dần dần tin tưởng và cho đến ngày nay đã trở thành điều được thừa nhận rộng rãi. Và cũng chính vì thế chúng ta biết rằng các loài khủng long không hề tuyệt chủng 100% sau sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận, mà có một nhóm nhỏ vẫn sống sót và trải qua quá trình tiến hóa trở thành các loài chim hiện đại. Nếu bạn thích những con khủng lồ thì Deinonychus chắc chắn sẽ không phải là crush của bạn.
Tuy nhiên, với chiều dài lên đến hơn 3m, hông sọ dài khoảng 40cm, chiều cao hông gần 90cm và cân nặng từ 60 đến 73kg, thì tôi tin một con Deinonychus bằng sự nhanh nhẹn của nó hoàn toàn có thể xử đẹp một human với kích cỡ trung bình, tay không vũ khí và không có nhiều kỹ năng chiến đấu. Deinonychus sở hữu chi trước khá lớn, có trang bị lông vũ dài, chi sau mạnh mẽ với cái móng vuốt lớn có biệt danh là móng vuốt sát thủ. Chiến thuật săn mồi của chúng được cho là khá giống các loài chim săn mồi ngày nay, còn được gọi là Raptor Prey Restraint. Trong đó nó sẽ nhảy lên con mồi, ghim con mồi xuống bằng sức nặng cơ thể và giữ chặt trong chân với cái móng vuốt sát thủ. Đôi cánh cùng cái đuôi có vai trò giữ cân bằng cho cơ thể khi vật lộn với con mồi, và nó hoàn toàn có thể thưởng thức con mồi của mình khi đang còn sống. Con mồi sẽ chết dần chết mòn vì mất máu và các cơ quan nội tạng. Lực ham của Deinonychus cũng quá mạnh, những dấu răng để lại trên xương của những con khủng long lớn như Tyrannosaurus cho thấy chúng hoàn toàn có thể cắn qua xương và cũng quá đủ để lóc thịt bạn với các hàm răng đóng vai trò như lưỡi cưa. Có lẽ không giống những con khủng long săn mồi như Tyrannosaurus, Deinonychus không cần phải nhai xương làm gì, mà thay vào đó chúng dùng lực cắn để phòng thủ và để bắt con mồi là chính. Móng vuốt sát thủ ở chân của Deinonychus cũng rất được các nhà khoa học quan tâm. Họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu để tìm ra công dụng thật sự của chiếc móng vuốt này bên cạnh việc giúp giữ chặt con mồi. Một số giả thiết cho rằng Deinonychus có thể dùng chiếc móng vuốt này để gây ra sát thương dạng chém, nhưng một số thử nghiệm thực tế vào năm 2005 lại cho thấy chiếc móng vuốt này chỉ tạo được những vết đâm nông thay vì tạo ra những vết chém trên xác một con heo. Vì thế họ kết luận rằng móng vuốt sát thủ thích hợp với việc hỗ trợ con vật đeo bám khi leo trèo hơn là xin con mồi tí huyết. Nhưng nếu bạn là kẻ tấn công một con Deinonychus, cũng đừng xem thường những chiếc móng vuốt này khi được kết hợp với một đòn đá bất ngờ vào dưới bụng của bạn. Và như đã nói thì Deinonychus là một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, nhưng liệu nó có thể nhanh nhẹn đến mức nào? Những suy đoán ban đầu của John Ostrom được cho là hơi phóng đại quá mức sự nhanh nhẹn của Deinonychus, và tỷ lệ chiều dài giữa bàn chân và xương cẳng chân của Deinonychus hơi thấp so với những loài chim và khủng long chạy nhanh khác do khối xương bàn chân khá ngắn. Có thể đó là một sự đánh đổi nhằm sử dụng đôi chân như một vũ khí. Ostrom kết luận rằng cấu tạo đôi chân sau của Deinonychus là sự cân bằng giữa tốc độ và các tính năng nhằm giảm áp lực lên đôi chân trong lúc tấn công con mồi, bởi nếu xương bàn chân quá dài, áp lực từ các đòn tấn công có thể gây tổn thương nhiều hơn cho bàn chân. Một câu hỏi khác cũng thường xuyên được đặt ra, đó là Deinonychus có săn mồi theo bầy hay không? Ostrom tin là có, bởi đơn giản vì họ nhận thấy có nhiều dấu răng của Deinonychus trên xương của Tyrannosaurus, một chi khủng long lớn và nặng gấp Deinonychus hàng chục lần. Do đó, một con Deinonychus đơn lẻ không thể tự mình hạ gục Tyrannosaurus, mà cần phải có sự phối hợp đến từ những cá thể khác. Tuy nhiên, nghiên cứu của Roach và Brinkman vào năm 2007 để đặt nghi vấn với giả thuyết này dựa trên hành vi săn mồi của các loài thằn lằn chúa và bò sát hiện đại, trong đó có cá sấu, chim săn mồi và cả rồng Komodo, vốn thường là những kẻ săn mồi đơn độc. Chúng có thể cạnh tranh nhau khi con mồi bị hạ gục, và thậm chí, các cá thể nhỏ hơn có thể bị cá thể lớn hơn giết chết và ăn thịt luôn. Điều này khá khớp với việc các nhà cổ sinh vật học tìm thấy trong các bãi hóa thạch xương của những cá thể Deinonychus chưa trưởng thành, với nhiều phần có thể đã bị ăn mất bởi những con lớn hơn. Hơn nữa, vết răng không chứng minh rằng Deinonychus tự mình hạ gục những con Tyrannosaurus, mà có thể đó là bằng chứng của hành vi ăn xác thối sau khi con khủng long kia đã chết. Tất nhiên, tranh cãi là chuyện bình thường trong khoa học và với bản chất không hoàn chỉnh của hóa thạch, những cuộc tranh luận như thế này sẽ còn tiếp diễn dài dài trong tương lai. Những chuyện của Deinonychus thì không chỉ dừng lại ở khoa học. Với tầm quan trọng của Deinonychus cũng như những thông tin thú vị xoay ngành nó, dễ hiểu vì sao con khủng long này nhận được nhiều sự quan tâm của giới khoa học và đáng lẽ ra công chúng sẽ quan tâm nhiều đến Deinonychus. Tác giả Michael Crichton của tiểu thuyết Jurassic Park đã từng gặp gỡ John Ostrom nhiều lần để nói chuyện về khủng long, trong đó nói về Deinonychus cũng khá nhiều và hỏi rất kỹ về hành vi và ngoại hình của Deinonychus. Nhìn đến bài thảo Final của Final, ông lại có lựa chọn khiến Ostrom bất ngờ khi quyết định thay cái tên của Deinonychus thành Velociraptor, chỉ vì Velociraptor nghe hay hơn. Nhưng chính Crichton cũng phải thừa nhận với Ostrom một cách ăn năn, đó là mọi chi tiết về Velociraptor đều dựa trên những cuộc nói chuyện giữa hai người về Deinonychus, chỉ có cái tên là bị thay đổi. Và tất nhiên khi tiểu thuyết được chuyển thể thành phim, điều này vẫn được giữ nguyên và cả thế giới khắc sâu trong đầu cái tên Velociraptor, hay ngắn gọn là Raptor, còn Deinonychus thì bị che lấp sau cái tên đó. Velociraptor trên thực tế không hề to lớn như trên phim, thậm chí nó còn không đến từ Mỹ mà đến từ Mông Cổ. Vầng hào quang lẽ ra dành cho Deinonychus thì nay đã thuộc về Velociraptor. Dù sao thì đây cũng là chuyện đã xảy ra và chúng ta cũng không cần phải kiến nghị lên hãng phim để đòi lại hào quang cho Deinonychus làm gì. Nó vẫn ở đó và được ghi nhận như một dấu mốc quan trọng của các nghiên cứu về khủng long thế kỷ 20. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.